cùng. Ta nữ thần. Được mối nghiệp chướng này thì cũng không ai có thể giúp con thoát khỏi đau khổ được. Bệnh nhân cảm thấy như thế nào rồi? Giờ tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi thưa bác sĩ. Cũng thật là kỳ lạ. Mới cách đây 2-3 tiếng mà huyết áp vẫn bất bình thường, không hề ổn định. Còn bây giờ thì huyết áp và nhịp tim cũng đã ổn định trở lại rồi, không còn gì nguy hiểm nữa. Hơn nữa vết thương cũng đã được lành lại một cách rất là kỳ diệu. Xin chúc mừng bệnh nhân nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhưng mà tôi vẫn phải theo dõi tình trạng thêm 2-3 ngày nữa. Nếu như không có vấn đề gì thì bệnh nhân có thể về nhà được rồi. Xin cảm ơn bác sĩ. Chồng ơi, em vui quá đi thôi. Anh khỏe lại rồi. Vợ ơi, anh khát nước, em lấy cho anh miếng nước đi. Dạ được. Bà thân rắn. Con sắp trả hết nghiệp rồi. Nghiệp mà ăn gia qua đi đã từng gây ra cho con. Ta xin con làm ơn tha thứ cho con bé. Con làm ơn hãy thương xót cho nó, để linh hồn con bé thoát khỏi đau khổ.
Nhưng ý của người là sao? Anjawadi cũng đã nhận quả báo mà nó đã gây ra. Nếu như con bé có thể buông bỏ được tất cả hận thù, nó sẽ có thể được đầu thai làm người như nó mong muốn. Con làm ơn hãy tha thứ cho nó. Dì Mị, cô nhất định phải bình an. Anh Sa Rắc à, sư ông cũng đã loại bỏ lời nguyền ra khỏi người Dì Mị rồi. Nữ thần trắng cũng đã bị tiêu diệt luôn rồi. Vậy thì tại sao dây Mỹ vẫn chưa tỉnh lại vậy chứ? Tôi nghĩ là chúng ta cứ bình tĩnh đã. Chúng ta phải có niềm tin. Sư ông đã loại bỏ lời nguyền khỏi người của dây Mỹ rồi. Chắc chắn là dây Mỹ sẽ không sao. Dây Mỹ, cô phải nhanh chóng tỉnh lại đó nha. Con nghe mẹ. Sa Rắc ơi, ba của con. Ba con làm sao mẹ? Ba con tỉnh lại rồi. Con thành công rồi đó. Con hãy mau quay về nhà, ba muốn gặp con lắm đó. Dạ mẹ, con sẽ mau chóng về gặp ba. Con nói sẽ về gặp anh đó. Anh uống thêm nước nha. Anh Sa Rắc à, xin chúc mừng anh nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Giờ thì tôi phải qua đó gặp ba của tôi đã. Có gì thì nhờ cậu trông về mày giúp tôi. Nếu như mà có chuyện gì thì cậu phải gọi cho tôi ngay đó. Dạ được mà anh, anh không cần phải lo đâu. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho dì Mỹ mà. Tôi đi đây. Dạ được rồi. Anh đánh không lại nữ thần đâu. Không cần làm vậy gì em. Đừng mang tính mạng ra bảo hiểm gì em. Anh à, anh giúp em một lần cuối được không anh? Em không muốn trở thành rắn phụng sự cho nữ thần. Mỹ à, em muốn anh làm gì đây hả? Anh đâm chết em đi, đâm thẳng vào tim của em. Nếu như em chết, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Em đừng có bị làm sao đâu.
hãy quay về với anh đi. Dù em có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nhất định chăm sóc tốt cho em mà. Con tới rồi. Ba. Con rất vui vì ba đã về. Ba đã quay trở lại với con. Thời gian qua con đã cố gắng làm mọi cách để cứu được ba, tới mức suýt mất hết hy vọng. Nhưng mà cuối cùng ba cũng đã quay về với con và mẹ. Ba biết, ba biết mà. Vậy còn nữ thần rắn thì sao rồi con? Con đã cố gắng giúp cô ấy thoát khỏi những sự đau khổ, nhưng mà cô ấy vẫn sai tùy tùng của mình bắt dây mãi đi để có thể uy hiếp con. Nhưng không may là con chưa từng có ý định muốn làm hại Anjawadi. Con chỉ thấy thương hại cô ấy, mong ta thoát khỏi đau khổ. Nhưng con không thành công. Con cũng có phần hại chết cô ấy trong quá khứ. Nhưng khi cô ấy quay lại kiếp này, con vẫn không thể giúp được. Tất cả chúng ta đều từng hại chết cô ấy ở trong quá khứ. Dù rằng lý do chúng ta làm như vậy là phải bảo vệ vương quốc, để bảo vệ cho con của ba. Nhưng làm hại cuộc đời cô ấy cũng là tội lỗi, là nghiệp chướng đi theo chúng ta tới tận kiếp này. Con cũng muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng mà không phải bằng tính mạng của ba, hay là của bất cứ ai từng hại chết cô ấy kiếp trước. Bởi vì nó sẽ là nghiệp chướng đeo bám cô ấy không điểm dừng. Đúng đó con, nghiệp sẽ chỉ dừng lại khi chúng ta chịu buông bỏ, và đó là quy luật. Nếu như ăn dâu quá đi buông bỏ được thù hận, để mọi người tự nhận lấy nghiệp của riêng mình, cô ấy sẽ được giải thoát chính bản thân mình. Vậy dê mẩy sao rồi? Mẹ thấy là dê mẩy sắp đi đâu đó, nhưng mẹ không gọi kịp. Khi sụt khệt, anh trai con bé tới tìm, thì mẹ mới biết là dê mẩy biến mất rồi. Cậu ấy cũng không tìm thấy, nên là kêu sụt khệt tới nhà ông Quý ra rút để tìm con ở đó. Dê mẩy đang không được ổn. Cô ấy phải nhận quả báo thay con.
Tôi không muốn ai gặp rắc rối với tôi nữa. Anh hứa với tôi chuyện này được không? Nếu như tôi hoàn toàn biến thành rắn thì anh sẽ phải giết tôi ngay. Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cô sẽ thoát khỏi lời nguyền của anh và quên đi. Bất kể là cô có là gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ cô. Cô phải nhanh chóng tỉnh lại nha. Cho dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Nhưng cô không được đầu hàng đó. Tôi nhất định sẽ đợi cô. Mày nghe mẹ gọi không? Mẹ tới gặp con rồi đây. Thật sự cảm ơn cậu xã rất nhiều lắm, bởi vì cậu đã cứu giúp con gái của chúng tôi. Thật ra thì là do con đã khiến cho cô ấy như vậy. Cậu xã rắc có thể kể chi tiết hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con gái của chúng tôi vậy. Vậy để con kể cho chú nghe ha. Nhưng mà bây giờ chỉ mong dây mẩy an toàn trước đã chú à. Vậy cũng được. Dạ. Thưa bác sĩ, dây mẩy cũng đã ngủ ly bì trong suốt 12 tiếng rồi. Sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại vậy? Theo như tôi đã kiểm tra tình trạng, tôi bắt gặp hiện tượng lạ, những hiện tượng bất thường. Các tế bào bạch cầu ở trong bệnh nhân lại cao hơn người bình thường. Còn phát hiện được chất ngăn đông máu khiến xuất hiện xuất huyết ở trong người của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại. Vậy nó có giống như là khi chúng ta bị rắn cắn hay không? Cũng rất là giống. Nhưng mà theo như kiểm tra cơ thể bệnh nhân, cũng không hề phát hiện dấu vết nào cho thấy bệnh nhân bị rắn cắn. Nhưng chuyện kỳ lạ nhất là tôi phát hiện màu sắc và các nhiễm sắc thể trong người của bệnh nhân không giống người bình thường. Về ca bệnh này tôi cũng chưa từng gặp qua. Anh Sarah ơi, bác sĩ nói là màu sắc và các nhiễm sắc thể trong máu của dây mẩy khác một người bình thường đó. Hay là lời nguyền của nữ thần rắn vẫn chưa
vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ vậy hả? Giai Mỹ à, tôi không biết là trước đây chúng ta đã từng làm gì cùng với nhau, nhưng tôi cũng không muốn cô xảy ra chuyện. Cô hãy mau tỉnh lại đi. Nếu chúng ta thật sự có cùng một số mệnh thì chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Không biết là nghiệp chướng gì nữa, thưa cho con gái của tôi, thật không dám tưởng tượng con gái của chúng ta mà xảy ra chuyện, chúng ta phải sống làm sao đi. Đừng có bi quan như vậy, không có gì đâu, rồi con gái sẽ khỏe lại thôi, sau đó sẽ về với chúng ta mà, đừng có lo lắng quá. Mẹ chắc chắn sẽ hiểu được sự lo lắng của tất cả chúng ta thôi mà. Mẹ là người tốt, lòng tốt sẽ bảo vệ cho Mỹ khỏi tất cả nguy hiểm mà. Vậy chờ em về trước nha xã rắc. Cảm ơn em nhiều lắm. Lần sau con lại tới thăm nữa. Tạm biệt hai bác. Cảm ơn cô nha. Tạm biệt cô đi cẩn thận. Cô nhất định phải tỉnh lại đó. Thương cho Dây Mẩy quá đi. Thật ra đó cũng không phải là lỗi của cô ấy. Cô không còn hận Dây Mẩy nữa, bởi vì cô ấy cướp mất xả rắc xong. Hả? Nhìn cô cũng có vẻ như là một người thích gây chuyện mà, có đúng không? Xin lỗi nha thưa đại quý, tôi không phải là người thích lưu luyến chuyện quá khứ đâu. Đối với tôi, nếu không dành tình cảm cho tôi cũng không muốn phí thời gian đâu. Tôi tự tin là tôi cũng rất là đáng giá, rồi sẽ có người nhìn thấy được giá trị của tôi. Tôi là người mà sẽ hết lòng ủng hộ cho cô. Nhưng mà tôi xem anh là một người phiền phức. Phiền phức xong. Được lắm.
đó là những gì vậy? Phạm Thiên Bốn Đạt, ba cho tôi để phòng thân khỏi rắn. Vậy sao? Anh có tin là nó đã giúp tôi thoát khỏi lũ rắn rất nhiều lần rồi không? Vậy cũng tốt mà. Tôi đang thắc mắc là đêm đó khi mà ăn cha qua đi đang muốn làm hại ba của tôi, thì tôi đã xông ra chắn cho ba, nhưng tôi đã quay lưng lại với cô ấy. Tôi thậm chí không dơ nhẫn ra trước mặt của cô ấy, nhưng mà tự nhiên cô ấy lại bị đẩy ngược ra bên ngoài. Vậy sao? Gì vậy? Xe bị gì vậy? Xe anh bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chắc động cơ có vấn đề rồi. Để tôi xuống kiểm tra coi. Cái gì vậy không biết nữa. Ôi, ôi. Đại quý, cô mau chạy đi. Tôi nói mau thả quỷ ra. Tới ngày tận của ngươi rồi. Không dám phá nhà ngươi. Tôi nói thả quỷ ra. Nè Rita, không sao chứ? Đó là tùy tùng của anh cha qua đi. Phải đó. Nè Rita, cô không bị thương ở đâu chứ? Tôi không có sao hết. Tôi nghĩ là chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Đi. Khiến. Nè, ngươi bị làm sao vậy? Ôi, ngươi bị thương rồi kìa. Ả không dám phá đối rất độc ác. Ả ta lại có bùa hộ thân từ kiếp trước. Đúng như lời của nữ thần nói, chúng ta không thể đấu lại Ả đâu. Cứ kệ Ả ta đi Khúc Sa Khiên. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng phải tìm cách để cứu nữ thần sống lại một lần nữa. Morogod, vẫn còn cách để cứu nữ thần chứ? Ta đã từng nghe nói, theo niềm tin của tổ tiên chúng ta, phải dùng máu của kẻ bị yểm bùa chữa lành vết thương do đó đã gây ra. Máu của nữ thần. Viên hồng ngọc máu là độc của ta. Ngươi sẽ được nếm trải.
mùi vị đau đớn tột cùng, giống như là quốc vương Im Tha Quân nhận được ở trong kiếp này. Nhưng ta sẽ khiến người đau đớn hơn như vậy, hơn nhiều. Morricone, nữ thần đã dùng máu của mình để nguyền rủa Madiwan. Như vậy có nghĩa là máu của nữ thần vẫn còn đang chảy trong người của Madiwan sao hả? Đúng ha. Nếu vậy thì phải đi lấy máu đó về. Dây Mỹ, con sao rồi? Sao con còn chưa tỉnh lại nữa? Mẹ lo lắng cho con lắm. Dây Mỹ, nghe mẹ gọi không? Mẹ đang ở đây nè. Cô Sarac à, rốt cuộc thì bác sĩ nói sao vậy hả? Sao Dây Mỹ lại không khá lên chút nào? Chúng tôi thật sự không một giây nào là không lo lắng cho con bé hết. Ờ, vậy thì không được đâu anh xã rắc. Bác sĩ vẫn chưa tìm ra được cách để điều trị cho Mỹ đâu. Chúng ta thử tới tìm sư ông phả lần nữa được không? Biết đâu sư ông sẽ có cách. Đúng đó cậu xã rắc. Bất cứ điều gì có thể giúp Dây Mỹ tỉnh lại, hãy cứ làm đi, cậu mau làm đi. Đúng đó cậu à, có lẽ phải tìm tới sư ông thôi. Dạ được, đi thôi Sukhi. Ờ đi thôi. Sâu mệnh của thí chủ Dây Mỹ đang từ từ rơi xuống vực sâu. Vì nghiệp ác từng tạo ra khi cô ấy đang ở trong kiếp trước, nên chính cô ấy cũng có phần liên quan báo ứng tới kiếp này, khiến cô ấy phải nhận lấy báo ứng nặng nề. Thời khắc trả nghiệp có nghĩa là công đức mà cô ấy tích trong kiếp này sẽ càng ngày càng dơ dần, tiếp theo là cái chết sẽ tìm tới. Thưa sư ông, nhưng mà người có tội với Anjawadi lại là con. Còn Dây Mỹ cũng không có liên quan gì trong chuyện này. Con muốn Dây Mỹ có thể thoát ra khỏi hố sâu của nghiệp báo. Chính ta cũng thấy rất nặng nề. Bởi vì linh hồn thù hận của nữ thần rắn thật ra là còn tồn tại. Vậy ý của sư ông là... Vậy là linh hồn của nữ thần rắn vẫn đang tồn tại, có đúng vậy không sư ông? Sư ông ơi, sư ông nhất định phải cứu lấy Dây Mỹ. Trước đây sư ông đã từng giúp Dây Mỹ không trở thành người rắn tùy tùng cho nữ thần rắn rồi mà. Con xin sư ông hãy cứu lấy mạng của Dây Mỹ. Đừng để một cô gái tốt như Mỹ phải kết liễu cuộc đời trong kiếp này chỉ vì sự thù hận của nữ thần rắn chứ. Không dễ đâu.
Ta là nhà sư, không hề có phép thuật đặc biệt gì. Ta chỉ có Phật Pháp mà thôi. Thì chính là nhờ Phật Pháp của sư ông mà có thể đẩy lùi được những chuyện xấu xa đó. Con xin sư ông, xin sư ông cứu dây mày. Nếu như muốn làm thì ta sẽ giúp đỡ cho, nhưng có giúp được hay không, tất cả phải dựa vào công đức của thí chủ dây mày. Xin cảm ơn sư ông. Có quan trọng không? Tôi tới để lấy máu. Đám người khốn kiếp, các ngươi làm hại nữ thần trắng từ kiếp trước cho tới tận bây giờ, các ngươi phải đền tội.